Thưa quý vị, Bộ Công an Cộng sản Việt Nam điều tra về đường dây lừa đảo tiền ảo iFan. Nguồn tin cho hay từ đầu năm đến nay, một cục nghiệp vụ của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã vào cuộc điều tra đường dây huy động vốn dạng phát hành tiền ảo có tên là iFan gây xôn xao khi có 32.000 nạn nhân sập bẫy, số tiền chiếm đoạt lên đến 15.000 tỷ đồng. Cho đến nay, công an đã mời làm việc một số người liên quan đến công ty Cổ phần Modern Tech trụ sở chính tại Lầu 9, tòa nhà Vietcom Real, số 68, đường Nguyễn Huệ, quận 1, Sài Gòn. Theo các nạn nhân, ngay sau khi Modern Tech chính thức được cấp phép hoạt động cuối tháng 10 năm 2017, nhóm này đã liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành từ Nam đến Bắc để tổ chức các sự kiện đông người. Tại các sự kiện xuất hiện hình ảnh hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Lam Trường, MC Nguyễn Ngọc Ngạn, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ca sĩ Lệ Quyên. Sức hút của các ngôi sao nói trên đã thu hút hàng ngàn người tham dự những cái tên như Lê Ngọc Tuấn với biệt hiệu Tuấn Scam, Vũ Hữu Lợi, Diệp Khắc Gương, Nguyễn Thu Thủy bị cho là tham gia vai trò nhà đầu tư thế hệ F1 kêu gọi rất nhiều nhà đầu tư tham gia dự án để lấy phần trăm. Nhóm iFan còn quảng bá rằng nhà đầu tư khi tham gia vào sẽ dễ dàng được định cư tại Hoa Kỳ và Âu Châu, được ưu đãi trong các hệ thống kinh doanh giải trí. Theo tìm hiểu, những người thuộc nhóm iFan lừa đảo tiền ảo đều trẻ tuổi, trên dưới 30, thế nhưng họ sở hữu những căn hộ đắt tiền và đi xe hạng sang.